sao em chỉ có tới ăn cũng không vẫn còn có mà vì em vốn không ăn nên anh cũng hiểu rằng anh và em nào là khổ cảm nếu ăn sống với em hôm nay như và mía thay đổi và khối giả anh muốn đúng bên cạnh anh có đi em anh có để làm được cho em hôm anh luôn luôn muốn em cười anh mãi mãi muốn em cười đó là hào hứng của anh vì anh tôn chỉ hào hứng chúng mình sống với nhau nên sau này anh cũng muốn đem đến tất cả sự dịu dàng but soon I'm